tự nhiên này nè, Rồi. là nó phù hợp với cơ thể, nó làm tăng cái lượng canxi lên cho cơ thể hấp thu ha. Cho nên các thầy sẽ yêu cầu được sử dụng những thứ này tăng cường lên. Bên cạnh đó, tình trạng sức khỏe mình để cải thiện cái bệnh lý nè, ca tuyến tiền liệt, di căn xương nè, mình phải nạp kiềm. Nạp kiềm á, thì cái kiềm này ở đâu? Cái kiềm này nó có trong rau xanh, trái cây. Cái rau xanh trái cây là cái kiềm tự nhiên nha, nước kiềm tự nhiên. Còn cái thứ hai là nó có trong nước nước lọc á, nước lọc bằng mấy cái lọc nước làm kiềm á, nước kiềm nó có nhiều nguồn lắm. Thứ nhất là từ trong máy lọc kiềm, ví dụ Energy nè, hoặc là những cái máy lọc thành nước kiềm đó có cái độ pH từ 8.5 đến 9.5. đây là pH tiêu chuẩn dành cho người lớn lớn tuổi. Còn thí dụ như trẻ em á, những đứa trẻ mà nó từ 6 tuổi đổ xuống á, thì sử dụng cái pH, trẻ em thì nó sử dụng pH thấp hơn, từ 7.5 đó. Còn người lớn mình sẽ sử dụng pH cao hơn chút. Và đối với tình trạng mà ung thư giai đoạn 4 á, ca tuyến tiền liệt di căn xương, di căn xương là giai đoạn 4 rồi đó, thì mình phải cần cái lượng nước kiềm cao, 8.5 đến 9.5, có khi 9.5 là cao nhất, là cao nhất. Nó có tiểu đường, bệnh lý của mình nó có gút, bệnh lý của mình nó có tim mạch, thì tùy vào cái bệnh lý đó và cái bề dạng gốc bệnh này nè, các thầy chỉ định cho nó chính xác tùy từng người. Có thầy là tôi có tiểu đường, còn tim mạch thì tim mạch phổi không có vấn đề gì cả, nhưng cái tiểu đường mình có. Thì tiểu đường đó thì các thầy sẽ cắt giảm lượng tinh bột xuống, cắt giảm cái lượng gluco xuống cho mình, không có sử dụng cái đó nhiều, và cho sử dụng ví dụ như thực phẩm, cái loại thảo dược như là thìa canh chẳng hạn. Thì canh nó ổn định cái lượng đường huyết. Bên cạnh đó, ví dụ như cho bác ăn thêm khổ qua, bí đỏ, bí đao, rồi không, bí đỏ không được, bí đỏ tinh bột nhiều lắm, bí đao nè, bí xanh á, trái bí xanh á, rồi mướp hương, mướp khía, có loại mướp đúng đó, là những cái thứ đó là nó ổn định đường huyết đó. Thì trong quá trình điều trị thì các thầy sẽ hướng dẫn cho mình thêm cái đó. Còn riêng bệnh ung thư này nè, các thầy sẽ có ví dụ như xạ đen, sư khỉ, chùm ngay, nhãn lồng gì đó. Đó là trong cái quá trình điều trị sẽ tăng cường. Ở nhà thì nó cứ bình thường, nắng thì không sao. Dạ. Nhưng mà ví dụ thời tiết ở trong TV báo là ngày mai ngày kia là lại có gió mùa đông bắc. Dạ. Đang ấm gió đông, mà chỉ cần báo gió mùa đông bắc thì hôm sau là nó đau hai cái hông, nó ở cái hai cái mê hông, nó buốt lắm. Buốt rồi hai chân cứ vung lại, xong rồi là lại phải đi gọi bác sĩ đến, xong rồi là tiêm thì không phải là tiêm ấy, mà tiêm cái giảm đau thôi. Chứ không chưa dùng đến cái morphine. Các cái loại thuốc giảm đau, cái sủi giảm đau ấy, thì uống vào một viên, hoặc là các cái sủi Pháp, hoặc là sủi các cái loại giảm đau của nước ngoài thì cháu nó mua về. Thì nó có loại viên thì nó thành con nhộng, loại viên thì tất cả các loại viên mà các cháu nó sưu tầm nó mua về cho, thì uống nó cũng chỉ đỡ được cái lúc bây giờ thôi. Sau hai ngày sau rồi nó lại đâu. Dạ. Và nó đau nó cứ về phần thuốc tây đó, thì mình đang điều trị, có nghĩa là trong quá trình điều trị của mình là đối với bệnh ung thư á, thì bác sĩ đang hướng tới điều trị là điều trị triệu chứng, nâng cao tổng trạng, vì mình lớn tuổi không có sử dụng cái phương pháp điều trị quá chất được, thì bác sĩ đang điều trị nâng cao tổng trạng cho bác, thì bác sĩ sẽ ra toa thuốc cho bác, thì bác cứ theo ha. Còn riêng cái thành phần là thảo dược ở đây là phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư nha, hỗ trợ nha, chứ không phải là phương pháp điều trị bệnh ung thư, hai cái khác nhau. Thì phương pháp hỗ trợ điều trị này chỉ cần bác cắt ra cái thuốc tây 2 tiếng
để giúp cho thầy. Có nghĩa là mình vẫn uống thuốc cây dạ, lợi đó. Xong rồi dạ, xong rồi sau 2 tiếng sau rồi có uống thuốc tiểu đường mới được uống. Dạ. Cháo á, trong cái quá trình ăn uống á thì mình ăn uống chung với vấn đề uống thuốc, ví dụ như ăn xong rau xanh trái cây với xong. Cháo là mình uống thuốc được liền. Ví dụ như những loại thuốc nào sau ăn á là mình uống liền. Còn riêng mà mình sử dụng cái loại thảo dược ở đây á thì mình phải cách cái thuốc tây ra tới 2 tiếng là. Có nghĩa là chỉ cách lúc mình uống thuốc thôi. Còn lá thôi. Còn thí dụ như ở trong cái loại thuốc đó nó có những cái tác dụng phụ của thuốc, ví dụ như ảnh hưởng tới tăng men gan hoặc là đau bao tử thì các thầy sẽ chỉ định thêm những cái loại thảo dược nó giúp cho mình nó hạn chế được tác dụng phụ ha, để áp dụng được cái cháo nano kéo dài nè, kéo dài trong 3 tháng để nó cải thiện từ cơ thể axit, cơ thể acid sang kiềm. Khi mình nạp những cái loại thực phẩm đạm động vật, những loại thực phẩm chế biến công nghiệp nó có tính acid á, nó cơ thể của mình á, nó sẽ nghiêng về acid. Thì bây giờ mình sẽ muốn chuyển từ acid sang kiềm thì điều đầu tiên là mình phải loại bỏ những thực phẩm nó có tính acid đi, như là đạm động vật nãy thì mới nói đó. Lúc này mình chỉ nạp tăng cường cái thực phẩm có tính kiềm lên. Bác càng nạp thực phẩm có tính kiềm càng nhiều, cơ thể nó chuyển từ axit sang kiềm. Mà cơ thể đã sang kiềm rồi thì cái bệnh lý mình mới được khống chế. Mình chưa nói là nó hết, mình chưa nói nó dừng, hoặc mình chưa nói nó giảm. Ít nhất là mình sẽ khống chế được cái bệnh lý. Đó là cái mục tiêu mà các thầy đề ra trong 3 tháng. Làm sao cho giảm cái tốc độ bệnh lý nó xuống. Giảm một cách ổn định, mình khống chế được nó rồi thì hy vọng những thời gian sắp tới mình chuyển hóa từ từ từ. Còn riêng mà sau khi mình hết bệnh ha, ví dụ như đại khái là sau khi qua 3 tháng mà mình giảm bệnh, mình dừng bệnh hoặc là mình kiểm tra cái bệnh lý, mình không thấy những bệnh lý trước đó, ví dụ như những cái tổn thương gì căn xương mà lần sau kiểm tra ra không thấy tổn thương nữa mà tuyến tiền liệt nó có cải thiện đó, thì khi về nhà đó mình cũng nên nhớ cái vấn đề này, thực phẩm kiềm. Không nên ăn cái thứ kia nhiều. Bây giờ bác ăn cái thực phẩm axit thì cơ thể mình sẽ chuyển từ kiềm sang axit là nó sẽ bệnh lại. Cái bệnh ung thư là cái bệnh tế bào chứ không phải là nó khối u. Cái khối u là khi người ta phát hiện ra là nó đã có khối u lớn rồi. Nhưng cái bệnh này là đột biến gen, nó là bệnh về tế bào, nó rất nhỏ. Mình chưa có một cái phương pháp nào để mà mình xác định được ở cái trong cơ thể mình còn hay không còn tế bào ung thư đó. Mình có những cái phương pháp, ví dụ như chất chỉ điểm, chất chỉ điểm ung thư, dấu ấn ung thư, hoặc là những phương pháp siêu âm để xác định khối u, hoặc là X-quang, hoặc là CT, hoặc là MRI, hoặc PET CT gì đó để xác định được khối u bệnh lý. Có thể mình thấy được những cái khối u nhỏ, nhưng mỗi một tế bào có thể không thấy được. Có thể mình kiểm tra được cái gen đó, cái gen nó đột biến hay không. Kiểm tra đột biến gen thì có được đó, nhưng mà kiểm tra cái tế bào nào, tế bào ung thư thì chưa có. Nên mình sống chung với cái bệnh lý ung thư trong người mình á, thì mình phải nhớ nè, cái nguồn axit là nguồn nuôi tế bào ung thư này. Bác về nhà bác ăn cái này vô là nó nuôi tế bào ung thư lại, thì tự chỗ khỏe nè nó chuyển sang chỗ phát triển, chuyển lại bệnh lý nó là càng nặng hơn. Cái quan trọng không phải là mình về nhà để mình ăn uống tự do đâu, mà những cái loại thực phẩm nào nó bảo vệ sức khỏe mình thì mình ăn, còn thực phẩm nào mà nó làm cho sức khỏe mình đi xuống á thì mình loại bỏ đi. Ví dụ như sau khi về nhà rồi, những loại đạm động vật là mình biết nó là nuôi tế bào ung thư á, thì bác muốn ăn nó phát triển bệnh lý thì bác phải cân nhắc nha. Đó. Nên hôm nay thầy hướng dẫn cho mình như vậy. Thì khi mà mình tới đây mình đăng ký vô giấy này là mình tự nguyện mình tới đây, chứ các thầy không có kêu gọi mình tới, cũng không có ép buộc mình tới đây là phải chữa, mà các thầy có nhiệm vụ là cung cấp cho mình cái phương pháp điều trị. Thí dụ như Tây Y, họ không can thiệp mình nữa vì mình đã lớn tuổi rồi, chỉ chữa triệu chứng thôi. Đau đâu chữa đó, có triệu chứng gì thì chữa triệu chứng đó. Còn riêng ở đây các thầy sẽ cung cấp cho mình một phương pháp điều trị là cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của cha Tường đó. Thì cái phương pháp này là phương pháp miễn phí, áp dụng cho mình cách miễn phí, không có tốn tiền. Thì các thầy cố gắng, các thầy giúp cho mình. Nhưng mà mình phải tự nguyện đăng ký chứ các thầy không ép buộc. Trong quá trình điều trị đó,
thì mình có những cái cam kết sau đây là quá trình bệnh nhân điều trị là được khám và điều trị hoàn toàn miễn phí. Ở đây các thầy không có lấy tiền mình. Kể cả đang điều trị và kể cả sau điều trị hết bệnh rồi, các thầy cũng không có được phép lấy tiền mình. Người nào mà trong các thầy thuốc mà trong quá trình điều trị đòi tiền bệnh nhân là mình lấy cái giấy này ra. Đó. Chúng tôi cam kết với thầy thuốc là đâu có lấy tiền đâu mà sau nay thầy lấy tiền tôi là không được. À, cho nên là đây nó có cái cờ cam kết trong đó. Nhưng mà bệnh nhân và người nuôi phải tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị nha. Thầy đã nói hôm nay là tuyệt đối là mình không được phép sử dụng đạm động vật. Mà trong quá trình điều trị mà mình ăn lén thịt bò, gà, thịt heo gì đi, ngay lập tức các thầy trả hồ sơ liền. Các thầy không có chữa bệnh. Tập trung vào điều trị thì phải tuân thủ với pháp đồ. Ừ. Không lại với thế đi điều trị làm gì cả. À, đúng rồi. Thích ăn thịt thì đang ăn cháo này còn thấy miếng thịt con này muốn nhào vào mà ăn thì hỏng lại hỏng ra. Thì bác sĩ hay nói đó, thôi thì bệnh nhân về thèm gì ăn đó là hết cứu rồi đó. Ở đây các thầy cho mình ngưng lại. Về cái gì cũng ăn cho nó khỏe. Về phương pháp đồ điều trị thì nó khác nhau, ví dụ như đối với Tây y thì nếu như vô quá chất mà mình không ăn những thứ đó làm sao có đủ sức để vô. Cho nên là bác sĩ yêu cầu mình làm theo cái phương pháp ăn uống như vậy thì cũng phù hợp thôi, phù hợp với phương pháp đó. Nhưng riêng mà bỏ đói tế bào ung thư là mình phải ngưng ăn. Đã bỏ đói tế bào ung thư mà mình cho nó ăn tự do thì các bệnh phát triển nó không chế được. Bệnh nhân được quyền, bệnh nhân và người nuôi được quyền dừng phác đồ điều trị bất cứ lúc nào nếu mình cảm thấy nó không phù hợp. Ví dụ mình đang chữa mà mình cảm thấy cái phương pháp này mình không muốn chữa nữa, hoặc là tôi muốn theo phương pháp khác, tôi muốn trở về Tây y để điều trị hoặc là như thế nào đó thì tùy. Cho nên các thầy không có ép buộc mình, các thầy sẽ cho mình ngưng nếu như mình có nguyện vọng muốn ngưng ha. Và khi mình điều trị như vậy đó, ở người nhà, người thân trong gia đình mình á, ví dụ như có nguyện vọng muốn ngưng thì các thầy vẫn cho ngưng nha. Ở đây là bệnh nhân và người nuôi là đã đăng ký rồi, nhưng mà ở nhà gia đình mình á, trong gia đình mình còn những thành viên còn lại đó, yêu cầu các thầy ngưng, các thầy vẫn ngưng. Có trường hợp là có một bà mẹ có 4 đứa con mà 3 người con dắt bà mẹ lên đây chữa, đồng ý phương pháp chữa này, nhưng một người con còn lại ở nhà đó muốn cho người mẹ đó điều trị nơi khác thì các thầy vẫn trả hồ sơ để cho mọi người có sự lựa chọn. Trong quá trình điều trị thì mình hoàn toàn chịu mọi rủi ro. Đương nhiên thì cái này không ai muốn, không có được thua kiện, không truy cứu, không bồi thường. Vì các thầy chữa miễn phí cho mình và chữa bằng chuyên môn, hỗ trợ chữa bằng chuyên môn. Cho nên là mình tất cả mọi người cũng phải cố gắng. Cho nên mình không có phải vì thế mà mình buồn phiền các thầy mà mình làm đơn, mình thua kiện như vậy nó không hay. Thì không ai xử lý vấn đề đó, dù bệnh lý, bệnh ung thư thì không ai mà đem ra mà xử kiện này hết, nhưng mà làm vậy sẽ không hay ha. Thầy lưu ý phần đó. Và cái nữa là như hồi nãy thầy nói rồi đó, là mình dùng thuốc ở đâu thì ở đó chịu trách nhiệm. Mình không được dùng thuốc hai ba bên. Ví dụ như ở đây các thầy cung cấp thuốc cho mình, cung cấp thảo dược cho mình để mình điều trị thì mình theo các thầy, để các thầy biết được, quản lý được cái sức khỏe của mình, chịu trách nhiệm. Còn nếu như mà mình lấy thuốc ở đây và lấy thuốc ở nơi khác nữa bổ sung vô mà các thầy không biết được thì xảy ra sự cố gì là các thầy không chịu trách nhiệm được, là các thầy trả hồ sơ, các thầy không có dám lãnh đâu, lãnh nguy hiểm lắm. Cho nên lưu ý giùm thầy ha, chữa đâu thì chữa một nơi thôi. Khi vào đây thì các thầy sẽ cung cấp cho mình cái sổ theo dõi. Cái sổ này là cái sổ ghi chép của mình mỗi ngày. Trong đây là có 90 ngày. Hết 90 ngày là các thầy hoàn thành trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Thì khi mà mình còn chữa bệnh ở đây thì mình sử dụng, còn nếu như mình hết thì mình phải nộp cuốn sổ này lại cho các thầy ha. Thì đây là thông tin của mình, mã số của mình, địa chỉ, số điện thoại. Đây là tên của người bệnh, đây là tên của người nuôi. Mình được phép đổi người nuôi nha, trong suốt quá trình điều trị. Ví dụ hôm nay là chị đi nuôi, chị là... coi chị là Duy Thủy ha, là con. Nay chị đi nuôi mà lỡ như chị có công chuyện đột xuất, chị muốn về thì chị cứ về và đổi một người khác lên chăm.
khi mà đổi như vậy thầy báo cho thầy biết, ừ hôm nay tôi muốn đổi người nuôi vậy, rồi thầy cho tôi đổi thì thầy sẽ scan trong máy, thầy đổi thông tin lại để bảo vệ cho mình vô ha. Để mình đổi người nuôi ở đây được, nhưng mà bác không được tự ý về nha. Chừng nào mà bác muốn về bác xin, bác xin mỗi ngày mình ghi chép theo cái mẫu này ha. Buổi sáng là chụp cho thầy Thanh, buổi chiều là chụp cho thầy Quý, thầy Quý sẽ sổ màu xanh chứ không phải sổ màu vàng. Cái bộ hồ sơ này nè, đem ra ngoài cái bàn ngoài đó để cho thầy ken cho máy ha. Rồi lát nữa mình mang cái bộ hồ sơ này về, cái hồ sơ gốc là người nhà giữ, bệnh nhân giữ chứ các thầy không giữ nha. Ken xong rồi nhớ lấy lại nha, thầy sẽ ken cho máy đừng thầy theo dõi quá trình điều trị thôi. 80 ngày thầy sẽ cho đi khám định kỳ một lần, và 90 ngày là cho đi khám định kỳ cuối cùng coi như là hai lần khám. 60 ngày là 2 tháng, 90 ngày là 3 tháng, cho khám 2 lần để xác định được cái bệnh lý của mình nó tiến triển tới đâu, hoặc là nó dừng, nó bớt như thế nào đó, để các thầy sẽ hướng dẫn cho mình những thời gian sắp tới về nhà ăn uống như thế nào ha. Cho con hỏi ví dụ như cả bố con đang ăn bình thường mà bây giờ mình ăn cháo nó nói thì ví dụ như nó có thay đổi gì về cơ thể không? Thứ nhất là nó không thay đổi về cái máu, có nghĩa là sức khỏe của bác như thế này, khi bác ăn cháo nano vào, cái điều đầu tiên là nó dễ hấp thu, nó thẩm thấu vào từng tế bào, đặc biệt là tế bào ung thư, tuyến tiền liệt và xương đó. Và như nãy thầy nói, mình tăng cường cái canxi vào và những cái phác đồ điều trị đây, thuốc thảo dược đó, mình uống những cái loại đó nó phù hợp với mình. Và rau xanh trái cây, ví dụ như về những thực phẩm